7 thói quen có thể âm thầm hủy hoại dạ dày, tiếc rằng nhiều người đang mắc phải. Sống Xanh xin mến chào quý vị và các bạn. Như chúng ta đã biết, dạ dày có trách nhiệm rất lớn trong việc xử lý thức ăn và là nền tảng quan trọng của sức khỏe. Vẫn còn nhiều thói quen có thể làm hỏng hệ tiêu hóa của chúng ta mà bạn thậm chí còn không hề hay biết cho đến khi đọc những khuyến cáo của các chuyên gia sức khỏe ngay sau đây. 1. Uống nước cam khi bụng đói. Nếu bạn có thói quen bắt đầu một buổi sáng hàng ngày bằng việc uống nước cam, có lẽ đó không phải là quyết định tốt nhất. Nói chung, ăn trái cây có múi khi bụng đói có thể làm tăng nguy cơ sản xuất axit, dẫn đến đau bụng, buồn nôn, đầy hơi và ở chua. Hơn nữa, đường fructose trong trái cây có thể làm chậm hệ thống tiêu hóa của bạn nếu bạn ăn nó trước bữa ăn. Uống nước cam có thể lấn át hệ tiêu hóa và làm hỏng vi khuẩn tốt trong đường ruột của bạn. 2. Ăn váng sữa và sữa chua vào buổi tối. Món ăn nào cũng có thể tốt với người này nhưng lại không tốt đối với người khác. Váng sữa và sữa chua thực sự có thể khiến quá trình tiêu hóa của bạn trở nên tệ hơn nếu bạn ăn chúng vào buổi tối trong khi dạ dày của bạn đang không được ổn. Các bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa ở Ấn Độ cho biết, những người bị axit và trào ngược axit dạ dày đặc biệt nên tránh thói quen này. Hệ thống tiêu hóa có thể trở nên chậm chạp, váng sữa và sữa chua có thể gây táo bón. 3. Ăn nhiều loại trái cây khác nhau cùng một lúc. Chế độ ăn uống theo triết lý Ayurveda không khuyến khích trộn các loại trái cây khác nhau mà nên ăn riêng vì mỗi loại trái cây có vị chua riêng. Trộn tất cả các loại chua đó với nhau có thể trở nên nguy hiểm cho dạ dày của bạn trong trường hợp bụng dạ của bạn không được tốt. Các loại trái cây khác nhau thường sẽ được tiêu hóa với tốc độ khác nhau. Vì vậy nếu bạn bị đầy hơi, tốt hơn hết bạn nên ngừng ăn salad trái cây. Hãy ăn riêng rẽ từng loại để dạ dày tiện làm việc và cơ thể cũng có thể hấp thụ được một cách dễ dàng hơn. 4. Ăn uống không đúng bữa. Cơ thể hoạt động theo giờ giấc cố định và dạ dày cũng vậy. Khi axit dạ dày và enzyme có trong dịch vị không có thức ăn trung hòa, sẽ tự tiêu hóa chính niêm mạc dạ dày. Từ đó gây hư hại niêm mạc dạ dày, nhất là khi dịch vị tiết ra ở mức nhiều nhất. Bởi vậy, nếu bạn ăn uống không đúng giờ sẽ làm ảnh hưởng đến dạ dày cũng như làm tăng nguy cơ gây viêm loét dạ dày. Ngoài ra, việc ăn tối quá no hay ăn đêm trước khi đi ngủ không chỉ ảnh hưởng đến giấc ngủ, gây béo phì mà còn ép đường ruột của bạn làm việc quá tải. Đồ ăn bạn nạp vào cơ thể trước khi ngủ chưa kịp tiêu hóa hết nên phân hủy rồi lên men trong dạ dày, về lâu dài sẽ gây ra hiện tượng đầy bụng và đau dạ dày. 5. Ăn quá nhanh. Ăn quá nhanh có thể là do thói quen của nhiều người hoặc do đặc thù công việc. Thức ăn khi này sẽ không được nghiền nát mà chuyển đến dạ dày khi vẫn ở dạng thô để tiêu hóa tiếp. Điều này sẽ khiến dạ dày phải làm việc hơn bình thường để co bóp và tiêu hóa thức ăn. Từ đó gây hại cho niêm mạc dạ dày, tăng gánh nặng và thời gian làm việc cho dạ dày, làm mệt mỏi cơ bắp dạ dày và giảm nhu động dạ dày. Vì vậy, bạn cần tạo cho mình thói quen ăn chậm rãi nhằm tăng dự tiết nước bọt, có lợi cho tiêu hóa cũng như giúp hấp thụ thức ăn tốt hơn. 6. Lạm dụng các loại thuốc giảm đau. Nhiều người có thói quen sử dụng thuốc giảm đau bất cứ lúc nào, ngay cả khi chỉ là những cơn đau thông thường như đau đầu, đau cơ, đau khớp. Tuy nhiên, ít ai biết rằng thuốc giảm đau có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với dạ dày. Tất cả các loại thuốc giảm đau đều có tác dụng phụ kìm hãm sự sản xuất niêm mạc bảo vệ dạ dày, gây chảy máu dạ dày hay thậm chí còn gây loét dạ dày trong một thời gian dài mà không biểu hiện bất cứ biểu hiện nào. Chính vì vậy, bạn cần tuyệt đối tránh sử dụng thuốc giảm đau nếu không có sự chỉ định của bác sĩ nhé. 7. Sử dụng quá nhiều thuốc lá và rượu bia. Thuốc lá không chỉ gây tổn thương cho phổi và các cơ quan hô hấp mà còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới dạ dày. Thành phần nicotine trong thuốc lá sẽ khiến cho các mạch máu bị thu hẹp, từ đó làm lớp niêm mạc dạ dày bị tổn thương cũng như làm giảm sự cung cấp huyết dịch cho niêm mạc dạ dày. Còn nếu bạn uống rượu bia quá nhiều, bên cạnh việc làm gan bị tổn thương, giết chết tế bào não thì lượng men vi sinh vào cơ thể ở mức quá tải thì sẽ gây ra những rối loạn trong đường tiêu hóa, đồng thời làm hạn chế khả năng điều tiết thức ăn của dạ dày, từ đó gây ra đau dạ dày, viêm loét dạ dày. Trên đây là những thói quen gây hại dạ dày Sống Xanh chia sẻ mà bạn cần tránh. Nếu như đang giữ những thói quen này thì bạn hãy sửa đổi ngay để bảo vệ dạ dày một cách tốt nhất nhé. Cảm ơn quý cô bác đã theo dõi video. Và nếu quý cô bác thấy video này hữu ích, xin hãy like và chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng biết. Xin chúc quý cô bác luôn có một sức khỏe như ý.